Sau Tết thì lại tiếp tục là những cái đơn hàng gửi đi toàn quốc. Đấy, từ những cái bộ loa tháp này, hay những chiếc TV với kích thước màn hình 65 inch của TCL, dòng Lenland Full Range 120Hz 65 thường của Samsung. Con này thì chưa có tìm kiếm giọng nói thôi, nhưng đã có wifi và đầy đủ các ứng dụng giải trí rồi. Và ngay cả một chiếc QLED TV Q70C có chiều hướng giảm rất là sâu, em gửi đi tận Tiền Giang. Và clip này thì em sẽ cập nhật lại mã hàng này, dòng QLED 75 inch mà có hỗ trợ cả tần số quét 120Hz. Đây, mã hàng này thì sẽ tiến hành gửi đi xa. Và tất cả hàng hóa thì để tránh trường hợp cái quá trình lâng lên mà hạ xuống, lấy từ trên xe xuống tới các cái điểm trung chuyển ấy, tránh bị mưa nước, mưa phùn các thứ, thì em sẽ quấn màng co để tránh nước nó ảnh hưởng tới thùng của sản phẩm. Đấy, hàng hóa tại siêu thị như thế nào thì chuyển tới nhà các bác sẽ là như vậy. 75Q70C hôm nay gửi đi xa thì là một trong những cái mã hàng có cái nhịp giảm khá là thấp. Đấy, tính từ cái thời điểm tháng 5 của 2023 được ra mắt thì cặp đôi Q70 và Q80 hiện tại bây giờ mới có nhịp giảm sâu. Thời điểm trước thì con 75Q70C bán với giá sấp xỉ nhỉnh 25-26 triệu, và ngay cả Q80 bán với giá trên 29 thì hiện tại đang về còn nhỉnh 27 thôi. Nhỉnh 23 là giá hiện tại mà 75Q70C đang chạy chương trình. Và với kích thước màn hình 75 inch mà TV sử dụng công nghệ màn QLED độ phân giải 4K, rồi có cả hỗ trợ tần số quét 120Hz với công nghệ Mortison Accelerator Turbo Plus ấy, nó cho cái hiển thị ở độ phân giải 4K 120Hz luôn. Cái thông số 4K 120Hz này thì ngoài cái việc các bác trải nghiệm những khung hình có tốc độ chuyển động nhanh, nó sẽ trở nên mượt mà, không bị lag, không bị đứt gãy ấy, thì có thể biến con TV này làm màn hình giải trí, màn hình chơi game. Các bác muốn kết hợp các bộ chơi game đỉnh cao thì các cái thông số như 4K 120Hz này thì sẽ có cái trải nghiệm nó đa dạng và xuất sắc hơn rất là nhiều. Thiết kế của 75Q70C thì cũng khá là tinh tế. Con này sở hữu thiết kế chân đế tại vị trí trung tâm, có chân đế kim loại nguyên khối. Với cái kiểu đặt chân đế tại vị trí chính giữa này thì lại có thể là phù hợp với nhiều thể loại kích thước mặt cả khác nhau. Q70C 75 inch, năm nay thì con này thay thế cho cái con Q70B của năm trước. Tuy nhiên thì Q70C sẽ có nhiều cái nâng cấp hơn đáng kể. Từ cái trải nghiệm của khách hàng thì bên em cũng có tham khảo ý kiến, thì các bác thấy được là cái con Q70B của năm trước ấy, con cũ đó, thì cái tìm kiếm giọng nói nó rất là kém. Khi mà các bác muốn tìm kiếm các nội dung ở trên YouTube, tìm kiếm các đoạn bài hát, các tên các chương trình, hay là các bác muốn để hát karaoke, tìm chính xác theo mong muốn của các bác, thì Q70B nó sẽ không được chuẩn. Nhưng năm 2023 thì Samsung họ thay đổi trợ lý ảo, với cái trợ lý ảo Bixby được trang bị mới thay thế cho trợ lý ảo Google Assistant, thì Q70C có cái trải nghiệm trở nên chuẩn hơn. Mọi người có thể ra lệnh tìm kiếm nội dung ở trên YouTube chuẩn bằng tiếng Việt, cũng có thể là ra lệnh tìm kiếm cái nội dung ở trên trình duyệt web mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào cả. Đây là cái cải tiến đáng kể của Samsung trong năm mới này. Hệ thống các chương trình, các ứng dụng tập trung tại màn hình trang chủ, các ứng dụng phục vụ nhu cầu xem giải trí, từ các ứng dụng xem các cái kho phim khổng lồ cho tới các ứng dụng để có thể là xem các show ca nhạc, hay là mọi người xem truyền hình miễn phí, thì đều có thể tải được trên con Q70C này. Về cơ bản, tìm kiếm một chiếc TV có cái màn hình 4K, có cả công nghệ màn chống lượng tử cho giải màu rộng, cho độ tương phản cao, và ngay cả cái chip xử lý mạnh mẽ, thì đây là một trong những mã hàng đáng để được các bác lưu ý. Hệ điều hành TizenOS của Samsung theo thời gian, theo năm tháng thì dùng nó cũng sẽ trở lên dễ dàng và mượt mà, không gặp phải quá nhiều khó khăn, dễ dàng có thể reset để có thể cài lại, hay đơn giản là cũng không lo TV nó bị đơ, bị chậm, bởi vì hệ điều hành nó sinh ra các cái bộ nhớ trong quá trình người dùng sử dụng, các cái bản cập nhật, bản vá khó khăn như các dòng TV chạy hiệu ảnh Android. Q70C thì có cả các tiện ích để có thể trình chiếu nội dung trực tiếp từ laptop, từ máy tính lên, không cần cắm dây.
Đấy, mọi người có thể là dùng màn hình, các thao tác ở trên điện thoại, từ laptop hay máy tính, thì mọi người cũng không cần phải mất nhiều công sức, chỉ cần một chạm thôi thì nội dung nó sẽ được chiếu lên, phóng lên trên con Q70C này. Đấy, kích thước màn hình 75 inch là 1m67, và chiều dài của màn hình dài như vậy thì nó sẽ phù hợp cho các không gian sang trọng có diện tích phòng lớn. Con này thì sẽ cao cấp hơn so với cả Q60C ở cái công nghệ tìm kiếm, rồi ngay cả cái tính năng sắp tới mà Samsung họ trang bị, chính là không cần cầm điều khiển cũng có thể tương tác được với cả TV. Trên Q70C thì sẽ trang bị thêm một cái cụm mic ở phía dưới này, và mọi người hoàn toàn có thể đơn giản là ra lệnh để TV có thể lắng nghe câu lệnh để thực hiện những cái giọng, những cái lệnh tìm kiếm mà không cần phải cầm cái remote trên tay. Q60B thì cũng không có tần số quét 120Hz, không có thiết kế chân đế kim loại nguyên khối vị trí trung tâm, không có chip xử lý, quan tâm processor 4K với khả năng nâng cấp nguồn tín hiệu lên chuẩn 4K bằng trí tuệ nhân tạo. Đây là một trong những cái tính năng mà chỉ từ Q70C trở lên mới được trang bị. Với giá bán xấp xỉ 23 triệu thì con này nó đang vô đối trong phân khúc 75 inch. Samsung và Sony sẽ có cái sự chênh lệch giá từ 5 đến 7 triệu với cái phân khúc màn 75 inch mà có tần số quét 120Hz này. Các bác cần hỗ trợ thông tin thì có thể bình luận bên dưới hoặc gọi về hotline 0974178586 để được bên em tư vấn chi tiết thêm các bác nhé. Cảm ơn các bác.